giờ cô sẽ thực hành. Ớt cô rửa nước muối này. Giờ tỏi cô bóc ra sạch sẽ rồi. Giờ cô sẽ bỏ muối thôi nha. Cô bỏ một xíu muối vào. Và cô sẽ cho tỏi vào nha các bạn. Lúc này mình bảo ngăn đông tủ lạnh nha, là sẽ mình chỉ bảo quản được cả năm tươi luôn. Bỏ ớt và tỏi rồi, bây giờ cô sẽ cho muối vào tiếp, cho một hai xiên muối rồi cô để nắp lại nha. Giờ cô sẽ bỏ vào ngăn đông tủ lạnh nha, là sẽ mình chỉ bảo quản được cả năm luôn. Khi nào ưng ăn mình sẽ lấy ra ăn nha các bạn. Cô bỏ ngăn đá tủ lạnh, giờ cô sẽ đưa ra nha các bạn. Cô bỏ một ngày rồi này, giờ nó vẫn là bình thường, nó tươi và nó không có đông đá nha.